bạn đang nghe chương trình Đài Loan đa sắc được thực hiện bởi Huỳnh Hiển và Hoàng Nhân, chương trình được phát sóng độc quyền trên kênh RTI tiếng Việt. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với chương trình Đài Loan Đà Sắc Và đây là tập 2 của chương trình mang tên Đài Loan Ăn Gì Mình là Hoàng Nhân Mình là Huỳnh Hiển Và trong tập 2 này thì bọn mình sẽ giới thiệu về ẩm thực Đài Loan Qua nhiều khía cạnh văn hóa vô cùng độc đáo và thú vị Mình tin là sau khi xem xong tập 2 thì ai trong chúng ta cũng sẽ biết được Những món ăn truyền thống của Đài Loan là gì Cũng như là nếu mà mọi người có cơ hội đến Đài Loan du lịch Cũng sẽ biết cách tìm cho mình những món đặc sản để về biếu tặng cho gia đình và bạn bè Ngoài ra, trong tập này bọn mình cũng sẽ cung cấp những thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của những món ăn Đài Loan hoặc chỉ cho các bạn những địa điểm mà các bạn có thể thưởng thức những món ăn này như một người bản địa. Thông tin đầu tiên mà mình mong muốn chia sẻ cho các bạn đó là ẩm thực Đài Loan có sự ảnh hưởng từ các nhiều nền văn hóa khác nhau như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và điều đặc biệt hơn là trong những năm gần đây, ẩm thực Đài Loan còn chịu sự ảnh hưởng từ các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam và khi mình nhắc tới Đài Loan á, thì mình nghĩ ai cũng sẽ đều yêu thích một món đó chính là trà sữa. Vậy thì mọi người có biết là trà sữa ở Đài Loan được bắt nguồn từ đâu và vào năm nào hay không? Thực ra thì có nhiều cuộc tranh cãi liệu trà sữa lần đầu tiên được phát minh ở đâu, ở Đài Nam hay là ở Đài Trung. Nhưng mà cái thông tin mà em thường hay gặp nhất đó chính là trà sữa Đài Loan được phát minh lần đầu tiên vào năm 1980 tại một cửa hàng có tên là Chun Shui thẳng tại Đài Trung. Thông tin tiếp theo đó là bánh dứa. Nhưng các bạn đã biết bánh dứa là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Khi các bạn đến Đài Loan thì các bạn thường thường mua bánh dứa để biếu tặng cho bạn bè hoặc là người thân. Thì lý do đó là dứa từng là một sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng cũng như trọng điểm của Đài Loan. Và khi các bạn đến Đài Loan các bạn có thể tự tay làm những chiếc bánh dứa để thưởng thức hoặc là biếu tặng cho người thân và bạn bè. Nhân có biết không? Điều đầu tiên mà hiện biết tới đài loan đó, đó chính là thông qua một bộ phim truyền hình có tên gọi là đời sống chợ đêm và mọi người ơi chợ đêm là một nét truyền thống vô cùng đặc biệt của đài loan luôn và trên khắp đài loan đó, thì chợ đêm ở nơi nào cũng có thể tìm thấy được và mỗi chợ đêm thì sẽ có những cái nét đặc trưng riêng của nó và có những cái món mà ăn ở chợ đêm này thì chắc chắn sẽ ngon hơn ăn ở chợ đêm khác nhưng mà mình nghĩ là khi mà tới Đài Loan du lịch thì mọi người chắc chắn sẽ tham quan hoặc là nghe qua tên của những chợ đêm sau đây. Đầu tiên là chợ đêm Sư Lín, Sĩ Lâm ở thành phố Đài Bắc. Hoặc là ở Đài Trung thì mình có chợ đêm Y trung chợ đêm Nhất Trung. Hoặc là ở Đài Nam thì mình có chợ đêm Hòa Yển, chợ đêm Hoa viên Nhắc đến những món ăn Đài Loan tại các khu chợ đêm thì mọi người thường nghĩ ngay đến những món ăn như là tiểu long bao, xào lỏng bao, gà chiên khổng lồ, chi bãi, mì bò, các loại sủi cảo, dumpling hoặc là những món như là đậu hổ hoặc là kem cuộn. Và khi các bạn do học sinh Việt Nam đến Đài Loan du học á, thì chắc chắn là ai cũng sẽ một lần nhớ về hương vị ẩm thực của quê nhà, đó chính là ẩm thực Việt Nam đúng không? Và các bạn thắc mắc là liệu ở Đài Loan thì mình có thể tìm thấy những cái cửa hàng Việt Nam hay không? Thì câu trả lời là có, bởi vì trong những năm gần đây á, thì số lượng tân du dân đến từ các nước Đông Nam Á ngày càng tăng cao và những thân dân đó cũng đã mang nền ẩm thực của nước nhà tới và chia sẻ với những người bạn đài loan cho nên là việc tìm thấy những cửa hàng bán ẩm thực đông nam á như là ẩm thực thái lan ẩm thực indonesia hay đặc biệt là ẩm thực việt nam là một điều vô cùng dễ dàng và ở đây thì hương vị theo mà đánh giá thì nó cũng rất là giống với hương vị mà mình được ăn ở việt nam luôn một thông tin tiếp theo đó là ẩm thực Đài Loan có khẩu vị vừa phải, không quá cay tê và cũng như là không có quá nhiều gia vị. Khi các bạn đi ăn tại các quán của Đài Loan thì các bạn có thể tự tay pha cho mình những chén nước chấm để gia giảm gia vị phù hợp với khẩu vị của bản thân. Vậy mọi người có biết là người Đài Loan khi mà đi chơi với bạn bè hoặc là đi ra ngoài với gia đình thì họ thường hay ăn món gì hay không? Ngoại trừ những cái món mà ai cũng sẽ nhắc tới như là sủi cảo nè, bánh bao nè, hoặc là gà rán chiên á Thì mình để ý thấy người Đài Loan vô cùng thích ăn lẩu luôn Bởi vì theo cái văn hóa Á Đông của bọn mình Ở Việt Nam cũng như là ở Đài Loan á, thì ăn lẩu được xem là một dịp vô cùng đặc biệt Bởi vì mình có thể quay quần bên những người thân yêu và mọi người có biết không đặc biệt là những bạn ở thủ đô hà nội á, thì có một thông tin rất là vui mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gần đây có một cửa hàng lẩu đài loan vô cùng thơm ngon đã vừa được khai trương ở hà nội mà nếu như mọi người muốn biết cửa hàng đó là gì thì mọi người hãy đón đọc một bài báo ở trên kênh rt tiếng việt nha Người Đài Loan còn ăn những món ăn đặc biệt vào các dịp lễ quan trọng hoặc là các sự kiện khác nhau, hoặc là sự thay đổi thời tiết. Ví dụ như là người Đài Loan thường ăn bánh ú vào dịp lễ Tết đang ngọ hoặc là ăn thịt vịt vào những ngày mùa đông bởi vì người Đài Loan cho rằng ăn thịt vịt vào những ngày mùa đông sẽ làm cho cơ thể ấm hơn và cảm giác rất là thoải mái. Tiếp theo là phần chia sẻ những trải nghiệm của hai bạn du học sinh tại Đài Loan. À, thì đối với hiện thì trong những năm tháng ở Đài Loan thì đâu là món ăn mà hiện cảm thấy thích nhất hoặc là ăn hoài mà cảm thấy không chán thực ra mà nói thì khi mà đến Đài Loan để du học á thì em thấy là việc ăn uống của em cũng diễn ra một cách khá là bình thường bởi vì em cảm thấy cái khẩu vị của Đài Loan thì nó khá là phù hợp với những gì mà em mong muốn nhưng mà để mà chọn ra một cái món yêu thích đó thì cũng hơi khó nha bởi vì Đài Loan có vô vàn những món ăn thơm ngon luôn nhưng nếu mà được chọn một cái tên thì chắc chắn đó phải là cua chìa hay tiếng việt mình còn được gọi với một cái tên là sủi cảo chiên khá là khác với những món dumpling khác là thường là mọi người sẽ hấp đô thì cua chìa có một cái cách chế biến khá là đặc biệt cái sản phẩm ra thì cái phần đáy ở dưới khá là giòn nhưng mà phần trên thì khá là mềm và khi mà ăn cua chìa thì chắc chắn là mọi người có thể tìm thấy ở hầu hết mọi ngõ ngách của đài loan luôn Uhm, vậy thì nếu mà nhân và mọi quý thính giả đang có nhu cầu là tìm đến một địa điểm để ăn cái món sủi cảo chiên này thì hiện có một vài gợi ý gì không thực sự ra mà nói thì vừa nãy em vừa nhắc tới là đài loan có một văn hóa chợ đêm vô cùng là đặc sắc luôn thì mọi người có thể hoàn toàn đi tới chợ đêm để mà tìm những cái hàng quán bán món sủi cảo chiên này hoặc là khi mà mọi người đi trên đường thì mọi người có thể hoàn toàn vào một cái nhà hàng địa phương nào đó cũng hoàn toàn rất là ngon luôn hoặc là mọi người muốn có một cái trải nghiệm gọi là cao cấp hơn thì mọi người cũng có thể vào những cái nhà hàng năm sao cũng sẽ có phục vụ những cái món ăn sữa cảo chiên này và khi mà ăn cua thia thì mọi người cũng phải lưu ý là mình phải ăn kèm với lại nước chấm ừ. bình thường là mọi người sẽ ăn với dầu me nè xì dầu nè hoặc là mọi người sẽ bỏ giấm vào và cũng nhờ vào những cái trải nghiệm đi ăn uống này mà khi mà về Việt Nam á, đặc biệt là ăn những món hoa thì em cực kỳ tự tin vào cái khả năng pha nước chấm của mình luôn. <laughs> vậy còn Nhân thì sao đến Đài Loan thì đâu là cái món ăn mà Nhân không bao giờ có thể quên được? Uhm, để nhắc về món ăn Đài Loan mà Nhân không bao giờ quên thì món đầu tiên đó là uh, gà chiên khổng lồ hay mọi người cần biết hay mọi người còn gọi đó là chi uh, pải. thì Nhân hay ăn món chi pải này ở chợ đêm Sĩ Lâm, Sư Liễn Dây sư Uh, thì nhân cảm thấy chi bài ở đây được tẩm ướp khá là phù hợp với khẩu vị của nhân ừ. còn món thứ hai đó là đậu hũ thì nhân thích đậu hũ từ hồi ở việt nam rồi nhưng mà khi qua ở đài loan thì nhân uh, cảm thấy sự khác biệt giữa đậu hũ đài loan và đậu hũ ở việt nam thì đậu hũ ở đài loan thì mọi người thường ăn với lại uh, chân trâu hoặc là các loại đậu như đậu xanh hoặc là đậu đỏ còn ở việt nam thì đậu hũ được ăn với lại nước đường có pha thêm gừng còn hoặc là có thêm một chút nước cốt dừa thì ăn rất là đặc biệt thì khi mà qua đây thì nhân cảm thấy là à vẫn là đậu hũ nhưng có nhiều cách chế biến rất là khác nhau ừ, đúng rồi à, và một điều đặc biệt mà nhân rất là ấn tượng đối với uh, văn hóa của Đài Loan đó là văn hóa ăn sáng thì đối với hiện thì hiện có cảm biết hoặc là nhìn thấy người Đài Loan thường thường ăn sáng ừ. với cái gì không ạ khi mà nói tới điều ăn sáng thì em cũng phải thú thật một điều đó là Em thường hay không có ăn sáng Và đây là một cái thói quen nó không có được tốt cho lắm Và em nghĩ là mọi người nên ăn sáng đi Bởi vì khi mà ăn sáng thì sẽ giúp cho mình có một ngày làm việc Hoặc là học tập nó sảng khoái và nhiều năng lượng hơn Nhưng mà mặc dù em không ăn sáng Nhưng mà em vẫn có những cái sự lưu ý nhất định về ừ. cái văn hóa ăn sáng của Đài Loan Thì hình như là người Đài Loan hay ăn một cái món bánh cuộn trứng chúng ta có tên là ừ. tam biển ừ. hoặc là em còn lưu ý là ở những cái quán mà bán đồ ăn sáng á thì các ông các chú thường hay ăn bánh quẩy chấm với sữa đồ nành thì em ừ. không biết là cái sự quan sát này em có đúng hay không Ừ đúng rồi nhân cũng thấy là mọi người dân Đài Loan thường thường ăn sáng với lại sữa đồ nành thì ngoài sữa đồ nành thì người người ta còn thường ăn sáng với lại hồng trà hoặc là trà sữa thì nếu các bạn mong muốn hoặc là um, trải nghiệm cái văn hóa ăn sáng của người Đài Loan thì các bạn có thể dậy sớm một chút và đi trên những con đường của Đài Loan thì dễ dàng bắt gặp được uh, những chiếc xe bán những đồ ăn sáng của Đài Loan. Quả thực thì Đài Loan có một cái văn hóa ăn sáng khá là đặc sắc đúng không nhỉ? Ừ. Thì em cảm thấy là nó cũng hơi khác khác so với người Việt Nam bọn mình bởi vì ở Việt Nam thì khi ăn sáng thì mọi người thường hay ăn bánh mì nè, ăn phở nè hoặc là ăn cơm tấm. Hoặc là nếu như mà mình so sánh với một nơi nói hoa ngữ khác gần với Đài Loan hơn đó chính là Hồng Kông á Thì ở Hồng Kông thì người ta thường hay ăn điểm tâm và uống trà sữa vào buổi sáng nè thì em cảm thấy mỗi nơi á, thì sẽ có một cái nền văn hóa ăn sáng khác biệt với nhau tạo nên một bức tranh thập toàn thập mỹ đó là những chia sẻ của bọn mình về văn hóa ăn sáng của người dân Đài Loan. Ngoài ra là những món ăn đặc biệt khi các bạn đến Đài Loan sinh sống và học tập cũng như là du lịch. Ngoài ra bọn mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về những khu chợ đêm đặc biệt của Đài Loan mà các bạn nên ghé thăm. Ngoài ra thì nếu quý vị khán giả còn những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì về Đài Loan, về tất cả mọi khía cạnh của Đài Loan thì mọi người hoàn toàn có thể nhắn tin trực tiếp vào Facebook RT Tiếng Việt hoặc là mọi người có thể gửi email tới ctva.rti.org.tw Hẹn các bạn vào cái tập phát, phát sóng tiếp, tiếp theo. theo.